Tôi đến đây để tìm ra truyền nhân có khả năng vượt qua biên giới Việt để ghi dấu ấn ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới. Ẩm thực Việt Nam là một kho báu của nguyên liệu và mùi vị. Mỗi món ăn là một chương lịch sử thu nhỏ. Hãy chính là một đại sứ ẩm thực thông qua món ăn của bạn. Nấu nướng cũng giống như làm ảo thuật. Hãy trở thành một nhà ảo thuật tạo ra bất ngờ hào hứng cho những người thưởng thức món ăn của bạn. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Đầu Bếp Thượng Đỉnh Top Chef Việt Nam 2019. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Mr. Bean, Easy Diet, Jackson Beauty thuộc Ocean Group đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ, chúng ta sẽ gặp lại 7 Đầu Bếp Thượng Đỉnh Top Chef Việt Nam 2019. Và xin được giới thiệu hai vị giám khảo quen thuộc của chương trình, giám khảo Dương Huy Khải, giám khảo Jack Lee. Và trước khi đến với thử thách, xin được trân trọng giới thiệu ông Jonathan Đinh, giám đốc điều hành công ty trứng cá Caspia, nhà tài trợ nguyên liệu chính cho ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trước mặt các bạn là những nguyên liệu chính của ngày hôm nay, trứng cá caviar. Vậy anh có thể cho các bạn ở đây biết vì sao cái trứng cá tầm này có món ăn nó xa xỉ như vậy không ạ? Trứng cá tầm á là không phải chỉ đi ra ngoài siêu thị để mua, phải nuôi con cá tầm tới khoảng 6 tới 7 năm nó mới có trứng được. Caviar đó là trong thế giới á là một trong ba nguyên liệu xa xỉ và cao nhất. Cá tầm là nó xuất xứ từ ở Biển Đen. Cái loại cá này là đặc biệt chỉ cho vua Nga ăn thôi. Chứ hồi xưa là không có, rất hiếm. Ngày hôm nay người ta có thể là nuôi nó được rồi, giống như điển hình như anh Jonathan. Cho nên cá tầm này phải am hiểu được nó là cái gì đặc biệt thì mấy em có thể sáng chế ra một ẩm thực rất cao cấp. Mình phải hiểu cái cá tầm á, cái thịt nó rất là giòn dai, cho nên các bạn phải biết làm sao chế biến, nghiên cứu. Mà chắc tương tự á, các bạn có cái sự thông minh, hôm nay sẽ làm món này rất là ngon cho mình thưởng thức. Dạ, cảm ơn giám khảo Jack Lee. Và ở đây chúng ta thấy rằng là có hai loại trứng phong anh, tức là loại trứng vàng và đen, đúng không ạ? Cái đen á là cái em cao cấp, cái flagship của mình rồi. Nhưng mà cái trắng á, cái nông trại ở trên Đà Lạt á, ép giống 10 năm mới làm chỉ 1 ký một tháng thôi. Về giá trị của trứng cá caviar thì như chúng ta ai cũng được biết, nó rất là tinh tế, là phần giá trị và cốt lõi nhất của một con cá tầm trưởng thành. Phải nói rằng anh Jonathan đã làm được một cái điều mà rất là hiếm trên thế giới có thể làm được, đó là mình có thể có một cái trang trại cá tầm ngay tại Việt Nam. Và cảm ơn anh Jonathan hôm nay đã đến đây và mang đến cho chúng ta một nguyên liệu vô cùng quý hiếm. Và để cho chúng ta có những cái trải nghiệm ẩm thực thú vị vô cùng độc đáo này thì chương trình Đầu Bếp Thượng Đỉnh sẽ mang đến cho chúng ta thêm những điều bất ngờ nho nhỏ nữa. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đầu Bếp Đỉnh Việt Nam. Năm 17 tuổi, khi mà đã bước chân vào cái nghề ngành ẩm thực du lịch này, đó cũng là một cái cơ hội để mà Long đi tất cả các nơi ở cái vùng ở Việt Nam như là Nha Trang, Phan Thiết hoặc là những cái vùng sắp tới như là Đà Nẵng hay là nơi nào đó để mình học được những món ăn địa phương. Và xin được mời Á quân mùa đầu tiên của Top Chef Việt Nam, Cẩm Thiên Long. Tất cả mọi người đều mạnh nhưng tôi là người mạnh nhất.
chấm ngày em là số 1. Tuyệt vời. Ngày hôm nay các bạn đã là người chiến thắng trong cuộc chơi hôm nay. Quay trở lại cái gian bếp nó cũng quá quen thuộc với mình. Cảm giác thế nào hả Long? Cái điều thay đổi là chỉ là cái vị trí mà mình đứng là khác thôi. Chứ còn là khi mà vừa bước vô là cái cảm xúc nó vẫn y như ngày nào. Với một người mà cái tính mà rất là máu chiến như em đối với lại những cuộc thi thì bước vô đây cái là muốn trở thành thí sinh luôn. Trở lại của anh Cẩm Thiên Long thêm là một điều gì đấy mới mẻ. Tôi thấy rất là hào hứng. Có một chef cũ ở đấu trường này nhưng mà người ta lại đứng ở một vị trí khác. Nó cũng kiểu như là một cái tấm gương. Và ngày hôm nay đầu bếp Cẩm Thiên Long sẽ trình diễn cho chúng ta xem một trong những kỹ thuật đặc biệt trong cái việc nấu nướng. Mời Long bắt đầu nha. Cái cách này rất là đặc biệt. Nó nóng xong rồi nấu cái cá lên cái đã. Đối với em thì là một trong những cái khi mà mình làm những cái món ăn cao cấp fine dining á, mà mình phải tôn trọng cái nguyên vật liệu của mình. Ở đây em hoàn toàn không tạo bước gì hết để tôn vinh được lên cái tổng hợp tự nhiên của nó. Cái loại đá này là loại đá gì? Mấy cái đá này thì mình có thể sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên là để mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì em chọn cái phương pháp là em sẽ một lát nữa em sẽ xông ở trên một cái lò. Trong lúc chờ đợi cái phần đá nóng thì em sẽ thực hiện cái phần sốt. Thì sốt ở đây là em sử dụng cái độ chua đến từ cái lá me non của mình. Nghe cái mùi thơm, thơm chua. Quá. Một ít dầu và một ít tiêu lốt. Cái đó kêu là tiêu gì em? Dạ tiêu lốt à. À cái này là trồng ở đâu? Trên Tây Nguyên cũng rất là nhiều này. Đây cái mùi của nó rất là nặng và đặc biệt là nó có 3 loại. Loại khô với loại ngâm chua với lại loại tươi. Tuy nhiên thì em thích sử dụng cái loại tươi hơn. Cái loại khô khi mà nó phơi khô rồi đó, cái mùi nó nặng lắm. Rồi Việt Nam nói chung Việt Nam có nhiều nguyên liệu ha. Rất là độc đáo, cái gì cũng có. Khi mà thấy đầu bếp Cẩm Thiên Long mà quay lại thì tôi rất thích, vì ngày trước giờ bản chất thì tôi đã rất hâm mộ anh Long. Tôi khá là thích anh Cẩm Thiên Long. Đàn anh một người tiền bối thật sự, sẵn sàng chia sẻ. Ở bạn ấy có một cái sự vững chãi, gọi là sự chắc chắn, gọi là sự tin tưởng của một con người, của một đầu bếp. Với cái phần sốt này em sử dụng cỡ khoảng nửa của anh Tiến thôi. Và để tạo độ ngọt cho cái món ăn này thì em sử dụng là cái đường thốt nốt. Kiểu này thì thay vì Việt Nam của mình đó là làm nước mắm gỏi mọi cái, thì này em làm dạng vinaigrette. Sau khi mà xay nó gần hơi nhuyễn chút xíu rồi thì em cho thêm cái phần là... Trái đó trái gì em? Dạ đây là trái chanh đào. Cái này là em hoàn toàn không sử dụng hơi. Cái này em chỉ sử dụng cái hơi nóng thôi. Để dạng giống như smoke thôi. Khi bên này cái phần đá nóng là mình có thể cho một chút xíu mùng gỗ lên thì nó sẽ smoke lên cái hương vị nó được. Và ngày đầu lần đầu tiên mà chứng kiến cái ảnh làm thì mình biết rằng là cái kỹ năng, cái tay nghề của một người top chef nó là như thế nào. Ngay lúc này á, nếu mà bình thường á mà mình cho cái phần nước vào á, nó sẽ xông cái hơi lên và làm chín cá rất là nhanh. Tuy nhiên là em muốn là để ăn cái này nó không bị chín cá quá nhiều, cho nên là mình sẽ đậy hơi nhẹ thôi để cho cái phần hơi nó sẽ cover hết cái phần mặt cá ba ở bên trên và nó làm cho cái độ cá bên ngoài nó sẽ hơi dai chút xíu. Một lát nữa khi mà mình cắt ra bên trong á, mình ăn mình cảm nhận được hai cái phần thịt. Thứ nhất là cái phần áp ở dưới nó có độ chín hơn chút xíu, cái phần ở trên thì lại hơi dai dai và bên trong thì lại rất là mềm mại. Đó, và bây giờ là cái phần cá của mình cũng đã xong. Chúng ta sẽ lấy cái phần thịt cá ra. Món này em làm món ceviche hay sao em? Dạ, em làm ceviche. Tại vì khi nghe cái đề là sử dụng cá tầm thì em nghĩ ngay đến cái việc là mình làm nên làm những cái gì mà nó có thể là nâng được cái tầm của cái món cá của mình. Thì cái cách mà nhanh nhất và đó chính là mình để cho họ ăn được tái để cảm nhận được cái độ ngọt của cái con cá của. Thì để chọn cái phần này là em có chuẩn bị thêm một chút xíu là ở Việt Nam của mình ngâm chua. Thì lúc này khi mà mình trộn vào cái acid ở bên trong cái me nó cũng có nè. Rồi bên trong cái chanh đào nó cũng sẽ tiếp tục làm tái những cái phần mặt bên ngoài. Đối với phần này thì em sẽ cho cái caviar nó nằm ở bên một nửa thôi. Cái này là phần của em xong rồi. Cái này thì nó rất là thần tí kiểu Việt Nam luôn. Đây là món cá tầm xông lá ổi caviche do đầu bếp Cẩm Thiên Long thực hiện. Mời ba giám khảo, hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món ăn do đầu bếp Cẩm Thiên Long vừa mới làm. Quá xuất sắc, rất đặc biệt. Ăn cái đậu lạnh của cá xong cái rồi ăn cái sobe nó rửa đi cái miệng của mình. Nè. Rất công phu. Nó không còn dừng ở mức kỹ thuật hay là sự hiểu biết nữa. Anh Long có thể là hòa mình vào những nguyên liệu có trong tay. Thực sự là vị rất là lạ. Nhất là cái sốt á, sốt làm bằng lá me rất là độc đáo. Cảm ơn Long đã quay trở lại với chương trình. Job. Okay.
Các bạn thân mến, bây giờ trước mặt các bạn là những chiếc hộp. Các bạn hãy mở chiếc hộp ra xem có anh Jonathan mang đến cho chúng ta điều bất ngờ gì nhé. Wow. 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 Hôm nay sẽ là một món ăn thật đặc sắc. Tom không cảm thấy bất ngờ về món quà đó. Thật sự ra thì cái tinh thần của Tom cũng là sẵn sàng, cho nên là nhìn thấy cái gì thì mình sợ cái đó. Đề bài của ngày hôm nay như sau: các đầu bếp phải nấu hai món ăn đẳng cấp fine dining và nguyên liệu chính cá tầm và caviar, trong đó có một món được nấu chín bằng đá nóng trong khoảng thời gian là 90 phút. Cá tầm với đầu bếp Á thì là một cái thế mạnh, còn với caviar đầu bếp Âu thì là một cái thế mạnh. Sử dụng đá nóng để làm đồ ăn ấy, thực sự là tôi chưa có kinh nghiệm bằng các bạn và tôi biết cái phần đó tôi yếu hơn. Khi đã là một người đầu bếp với tất cả nguyên liệu gì và tất cả những thành phần gì mình đều làm được mới chứng tỏ khả năng mình. Ngày hôm nay là nguyên liệu chính là cá tầm và trứng cá caviar. Không phải đầu bếp nào họ cũng có thể làm được những món ăn này, tại vì những món ăn rất đắt đỏ. Hai đầu bếp nào có món ăn mà ban giám khảo đánh giá thấp nhất thì hai bạn ấy sẽ bước vào vòng đối đầu mang tính chất sống còn, và chỉ có một người được tiếp tục và một người sẽ phải chia tay với chúng ta sau vòng thi sống còn đó. Và bây giờ 90 phút bắt đầu. Không nói riêng gì một ai, nhưng mà chúng tôi cảm thấy tất cả mọi người đang sẵn sàng chiến đấu hết sức mình. Chính cái sự khốc liệt này nó mới khơi dậy cái tinh thần chiến đấu của mỗi người. Nó không phải là một cái chặng đường loại ai bỏ ai nữa, mà là bây giờ bạn chiến đấu cho chính mình. Anh lấy cá trước xong anh đưa cho em, hay là anh muốn em lấy? Anh sẽ phi lơi con cá, đứa nào lấy chia ra. Làm cá cho em bộ lòng mềm nha. Đúng chủ đề của tôi, rất rành về caviar, rất rành về cá tầm. Tôi muốn chứng tỏ và dám chắc tôi sẽ chấp mọi người 10 phút để tôi làm cái cá đó chia cho mọi người làm. Vương dám nhận cái trách nhiệm phi lê cá trong cái cuộc chơi. Thì Tom nghĩ là người ta chơi khá là fair play và xứng đáng nhận được cái sự tôn trọng. Nói gì cá tầm là một cái nguyên liệu rất ngon và rất quý với ăn kèm với caviar. Chúng tôi sẽ xài một phần nhỏ trong cá tầm, còn tất cả ba miệng đều chia đều. Tôi muốn hôm nay chia đều tất cả, coi tất cả những miệng đó mạnh như thế nào để thắng tôi hôm nay. Trở lại lần này thì điều đầu tiên tôi muốn tất cả mọi người biết ai là sát thủ thực sự. Sát thủ thì không bao giờ nói trước khi làm, và đó là cái lời cảnh tỉnh đối với tất cả các cái sếp còn lại. Rồi, xin lấy phần nào. Em lấy phần này nha. Em lấy phần nào rồi, đưa phần đôi cho chị. Muốn lấy phần nào lấy. Ok. Chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ về vấn đề là tôi phải sợ ai và ra về cả. Tôi rất là tự tin trong ngày hôm nay. Chắc chắn Tom sẽ không phải là người bị vào vòng nguy hiểm ngày hôm nay. Tôi sẽ chinh phục được ban giám khảo với món cá thính và canh chua cá ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một thử thách rất là hay. Thực ra không chỉ hẳn là có đá nóng mà có những nguyên vật liệu rất là quý hiếm. Tôi không chế biến thường xuyên các loại cá tầm, nhưng mà tôi có biết và tìm hiểu rất nhiều về cá tầm và trứng cá tầm. Quan điểm của tôi về fine dining thì tôi vô cùng thú vị với trường phái này. Cần những cái người đầu bếp thấu hiểu về màu sắc cũng như là cái cách kết hợp mà hương vị làm như thế nào để cho nó đúng với cả cái quan điểm fine dining. Về món ăn fine dining, thực phẩm đầu vào nó quyết định yếu tố rất là lớn. Cái món súp của em là súp caviar nước trong với là cà chua, là caviar and tomato consomme á. Thì em đã nấu xong rồi và em có nấu một cái thạch về từ cái nước súp này luôn. Một chút sẽ bỏ vô đây. Dạ, lúc nào cái lót lên mình sẽ rót cho ban giám khảo và mình sẽ ăn như thế này luôn. Caviar bị bản thân nó rất là tốt và rất nhiều chất bổ, cho nên em muốn tận dụng hết lại toàn bộ cái tinh túy của trong trứng caviar để mình làm, chứ mình không sơ chế hay đi về kèm một cái gì hết. Món số 2 là cái gì em? Món số 2 là cá tầm với là sốt mắm tôm. Yes. Chắc chắn tôi sẽ không phải vào vòng đối đầu ngày hôm nay. Cái việc mà tìm được một nguyên liệu quý giá làm sao để nâng tầm cái món ăn Việt lên, nó giống như một cái hành trình đi tìm kho báu vậy đó. Caviar nó giống như là một cái kho báu, hay mình gọi là ngọc trai đen, kho báu vô cùng quý giá mà người đầu bếp tìm được. Em nấu món gì vậy em? Cá thì con ướp với lại gia vị Việt Nam, đó là đinh hương với lại thì là, và con ướp là muối đường và con xông khói đó để cho có vị khói. Một nửa con sẽ làm spaghetti với nước sốt, nước tương với lại lá tí tô, và một nửa con sẽ xông trên đá. Đặc biệt hơn là tôi lấy con cá hấp lên cho ăn có cái độ giòn. Tại Top Chef càng ngày càng khốc liệt, càng ngày nó càng căng thẳng. Ai là đối thủ đáng gờm của tôi thì tôi không có để trong đầu vào cái việc đó. 3 người hay 13 người hay 14 người, tôi vẫn sẽ chiến đấu theo cách của tôi. Làm như thế nào qua mỗi món ăn tôi thể hiện được mục tiêu của mình, con đường của mình,
và cái tình yêu ẩm thực của mình nó là gì, thì đó là mục tiêu của tôi. Hôm nay em sẽ mang đến cho ban giám khảo hai món từ cá tầm. Một món là sử dụng cái kỹ thuật ướp cá yếm khí và cá thính của vùng Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Còn một món thứ hai vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người, đó là canh chua cá. Cá tầm á, không phải giống cá hồi hay cá bông lau, cá hú. Em phải nấu một là mau, hai là lâu. Em nấu giữa đó thì nó cứng. Ok, dài. Cảm ơn anh. Tại sao nó là cá tầm ở Nga và bây giờ nó về Việt Nam? Đưa cái gì của Việt Nam vào với cái nguyên liệu này để cho nó trở thành fine dining rất là Việt Nam? Với tôi đó là một cái thách thức. Em ơi, em nấu món gì vậy? Có nấu món salad cua với cả trái bơ. Cuốn bơ. Sau đó này cá tầm cũng đã xay cùng với cổ sò điệp. Cuốn bên trong là tôm hùm. Và vỏ bên ngoài là cái hoa bông bí. Cá tầm nấu với đá nóng rất là thú vị. Cái thử thách đó đưa mình về gần với thiên nhiên hơn. Chào em. Chào ban giám khảo. Hôm nay Hưng mang đến ban giám khảo 3 món ăn ạ. Tôm hùm tái chanh với lại cá caviar. Dạ. Còn lại món thứ hai nữa là đá sông với lại cá tầm. Thì là đá sông, cá tầm với giềng và tiêu đỏ. Dạ. Rau mùi và nước của nấm trúc hồ. Đấy, chốc nữa nó sẽ ám với cái đá khói. Còn là chốc nữa mình sẽ ăn cái cá đấy là với cái sốt nấm ạ. Em nhớ trước khi em đưa ra đó, em lấy dầu truffle để một chút vô. Dạ vâng ạ. Tại bây giờ em cái này nó nồng quá. Dạ vâng, dạ. Cho nó giảm nhẹ đi ạ, cho nó ăn giống cái nó thành giống cái vinaigrette vậy á. Dạ, dạ. Không phải là cái sốt. Dạ dạ. À, cái cách cái nấu này là mình phải chế biến một chút ha, sáng tạo một chút. Ý tưởng của tôi ngay từ đầu là đối với caviar thì họ phải ăn những cái món ăn cực kỳ thuần khiết, tôn được cái trứng cá caviar lên. Còn lại về cá tầm, nó có độ ngậy, giòn và dai. Thì chúng ta phải kết hợp đồ ăn như thế nào để cho nó tôn lên được cái vị cá. Em làm món gì vậy? À, dạ bữa nay con sẽ làm cái cá tầm ướp với lại gừng, nướng trên đá và ăn với bánh hỏi với lại caviar nước mắm gừng. Còn cái caviar thì con sẽ ăn với lại cái cua tươi của mình hấp lên và trộn với một ít loại gia vị của Việt Nam mình. Đó là mình thấy hồi nãy là trứng cá tầm màu đen với lại màu vàng. Còn bây giờ em này cũng làm trứng cá tầm bằng nước mắm. Đây là cái xảo thuật, cái cách nấu. Với một nguyên liệu quý giá và đắt tiền như vậy thì trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đúng một chuyện. Mình phải làm một món gì đó kết hợp với lại tất cả các nguyên vật liệu Việt Nam. Nhưng cá tầm và caviar nó phải là ngôi sao. Bao nhiêu đuôi? Nghe táo, nghe mùi táo. Em làm hai món, một món chín và một món tráng miệng. Kèm rồi. Theo một cái loại amuse bouche. Em dùng cái da cá tầm. Cái da nó rất là dây. Đúng. Em làm qua chưa? Cái này về lý thuyết thì trước khi em làm á, em sẽ dành nó qua, xong sau đó em sẽ dehydrate. Okay. Thì cái da nó sẽ phồng lên giống như da heo quay. Em có biết sao mà lấy nhớt ra cái da không? Em sẽ dùng muối em chà nó. Cách muối với gì? Muối với giấm hả? Giấm. Em làm cái cách này qua chưa? Em không có thích làm một technique nhiều lần, tức là em thích trải nghiệm. Và mỗi một lần em làm thì tất cả đều làm mới. Tô mì trở lại, cách thay đổi chiến thuật cá tính đã tạo nên được tô mì của ngày hôm nay rất là tốt. Tom là một người thích khám phá, chơi liều. Một là anh cả, hai là ngã về không. Chỉ có cái đó mới quyết định cái bản lĩnh của đàn ông. Vương là một thí sinh nói với cá tầm chắc nghĩ là có nhiều kinh nghiệm nhất. Các bạn trọng ở đây thì em... Đầu tiên là em sẽ chuẩn bị tất cả cá hết mọi thứ và sau đó em sẽ dùng làm đồ ăn kèm. Tôi biết một điều, tất cả những thí sinh còn lại sẽ nói là đây là sở trường của tôi. Và tôi thật sự tôi nói, đây không phải là sở trường đặc biệt của tôi. Quý vị có biết là đầu bếp Vương này mới vừa có con được 3 ngày vừa rồi phải không con? Dạ được 6 ngày rồi. 6 ngày rồi. Tên của con em là tên gì? Em á là sinh ra ở vùng Phan Thiết, đó là xứ sở của biển. Và sau này con em ra đặt tên cũng là tên của biển. Tại sao em không đặt tên Top Chef? Là tại vì em thi trong cái mùa mà vợ em sanh đẻ. Dạ. Tôi muốn giành chiến thắng cuộc thi này. Là cái món quà tôi muốn dành tặng cho con trai tôi. Đây là người mà dùng nhiều tiền nhất trong bếp này phải không? Yeah. Em sẽ làm một loại mousse cá tầm với sò điệp. Thì em cuộn với tôm hùm ở bên trong. Ok. Xong rồi bên ngoài là cái bông hoa bí. Bên ngoài. À, một cái nữa ở đây đặc biệt là em có xài cái gan cá. Oh. Nấu kiểu ankimo của Nhật Bản ấy. Ok.
hay là cái hạt màng tang là một cái gia vị rất là đặc biệt của cái vùng dân tộc miền núi. Em có rang không? Cái này nó đã rất là thơm rồi. Và lát nữa khi mà em tác động nhiệt vào nó sẽ rất là thơm. Yêu nó nóng. Tôi mong muốn một cái món ăn của mình hôm nay đậm sắc Việt, đậm mùi Việt, đậm hương Việt, nhưng nó phải xứng đáng là fine dining. Cái này là em làm chả cá tầm. Con sử dụng nhiều cái lá thì là cộng với cả những cái khi mà con hấp ấy, con cho các loại hương liệu của Việt Nam hấp đá nóng ở dưới và con sẽ đun nhiệt cho cái lối đất. Có niềm tin không? Con chắc thắng đấy. Chắc thắng á hả? Dạ. Đây là Việt Nam. Đây là cá tầm nuôi ở Việt Nam. Đúng. Trứng cá tầm cũng ở Việt Nam luôn. Dạ. Bên kia có đầu bếp đang làm ba mắc nhất á. Mắc nhất và fine dining nhất. Dạ. Một á là thắng. Hai á là quá thua. Cái vị của nó quá đậm đà. Nếu để nhiều quá truffle á nó nhèo. Đúng. Đúng thôi. Okay. Cái đó là cái gì vậy con? Dạ cái này là sốt đó chú. Sốt sốt mắm tôm á. Dạ. Ủa sốt mắm tôm mà sao nó ra cái gì lạ vậy? Nó không nước. Dạ, con làm cho ra thành cục á. Rồi nó tan ra hay sao? Dạ, lát mình ăn thì nó sẽ tan ra mà. Còn em Tommy á thích sáng tạo, chỉ ra làm một cái vessel vậy á, là giống thường á mình làm cái blini. Nhưng mà cái rủ đó là nếu không lấy hết nhớt ra đó, mình để vô chiên á, nó sẽ bung ra và cái da nó sẽ nổ luôn. À. Bây giờ tới mức vậy mà Tommy đang dùng mấy cái technique mà chưa bao giờ dùng á, cái đó là hơi rủ ro nha. Thắng thì làm vua. Đúng rồi. Tom biết tất cả mọi người kỳ vọng như thế nào đối với Tom là một điều gì đó khác biệt các cái chef còn lại. Đó là cái động lực để mà Tom chiến đấu, vì chỉ có chiến thắng mới có quyền đi tiếp thôi. Các em ơi, chú ý ha, mình còn 30 phút nha. Cố lên. Bên này có máy xay nhỏ không anh Phương? Anh ơi cho Tom xin miếng kem nha, cream nha. Ừ em có lấy. Ồ cái bông này là bông cái bông này là bông hoa kim châm. Ồ chắc không phải xà khoai bí à? Con để trong tủ nhưng bây giờ con không có tìm thấy. Ủa sao con nấu ăn ở đây, cái gì của con là cứ mất hoài vậy, là sao con? Trong cái quá trình thi đấu thì có thể là Quyết không có được cẩn thận. Trong khi mà mình đi tìm cá thì mình lại để trên cái kệ của khu vực để bát đĩa mà mình tìm mãi không có thấy. Chắc chắn là có ai có di chuyển nó đi đâu. Tới thời điểm này chúng tôi đấu bằng sức lực của mình, chơi xấu nhau hoặc là hại nhau về một chi tiết nào đó là nó bằng con số 0. Con có làm hai loại, một hai loại đặc ta, một loại trứng cá trắng và một loại trứng cá đen. Và trứng cá trắng thì con giảm lại cái lượng của chua và trứng cá đen con tăng cái độ chua lên. Sau đó nữa là con làm cá xông khói với lại củ thì là xào với lại nước cốt dừa và dừa sáp bánh chê. Là con sử dụng cái nước thôi đúng không? Dạ. Nếu mà con xài được trái dừa sáp nguyên thủy á, trời nó rất hay. Dừa sáp nó hiếm lắm nha. Trong một vườn á chỉ có cây hai cây thôi. Nước nó dường như mật ong vậy. Quý vị nhìn coi, đây là cái trứng cá caviar 1 gram thôi. Vị nước mắm luôn rồi. Ngon nước mắm gừng. Ủa, caviar mà sao ra mắm gừng con? Rất hay. Con thành công rồi. Cảm ơn thầy. Việt Nam chúng ta không thể nào thiếu một loại gia vị quốc hồn quốc túy, mà đó là nước mắm. Có thể đó là một cách mà tôi muốn giới thiệu tới bạn bè thế giới. À, bạn ăn caviar vài triệu nhưng chúng tôi vẫn có caviar 4.000. Cái caviar này đã là 2 triệu thì cái caviar này cỡ khoảng đâu 4 triệu và cái caviar này cỡ khoảng 4.000 đồng Việt Nam. Mình phải có cái tài mới sáng chế ra được những cái món ăn như vậy. Thật ra thì về caviar trứng cá 4.000 đồng thì hầu như tất cả các loại sốt bạn có thể làm được caviar đó. Nếu mà muốn làm được thì chúng ta phải hiểu về cách sử dụng của hai loại chất xúc tác hỗ trợ để tạo thành cái viên caviar, và chúng ta phải hiểu là cái sốt đó nó như thế nào. Wow. Đẹp quá. Cái này chắc phải bỏ đá lên ha. Dạ vâng ạ. Lúc mình đổ nước vào ấy thì nó sẽ kết hợp với cái đá nó nóng này ấy, thì tất cả cái này nó sẽ đồng loạt nó chín và nó bốc lên, nó ám vào cái cá ấy. Các bạn còn 5 phút các bạn. Rồi em sẵn sàng hết chưa? Bây giờ em hấp đồ đây ạ. Cái đó là cái gì? Ừ, trong này là đá. Sẽ hấp ở trên cái nhiệt của đá.
Và bây giờ thời gian còn lại 1 phút. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Mang đến hai món. Một món đầu tiên là cá ướp thính làm theo cái phương pháp yếm khí của vùng Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tức là cá sẽ được thấm cùng với cả thính gạo, sau đó thì đặt lên đá nóng. Ở dưới có lót một chút chanh, một chút lá mùi tàu. Đặc biệt ở phía dưới cái viên đá thì có muối, có sả và có cái hạt màng tang, là một cái gia vị vô cùng đặc biệt của dân tộc Dáy. Khi mà cho cái lửa đốt lên một chút như thế này thì cái cá nó có một chút mùi khét và nó có một cái hương màng tang. Sau đó cá chín tới thì sẽ mang ra phục vụ ăn cùng với cả thính và sẽ đặt caviar hai màu lên. Cái món thứ hai thì là em nấu canh chua dùng cái quả chua đặc biệt của vùng Tây Bắc, đó là quả thanh trà. Ngoài ra trong canh cá thì em cũng có để sụn cá tầm. Anh thấy cái lạ lạ hồi để caviar lên canh chua. Canh chua đó nấu rất là ngon. Rất là ngon. Nhưng mà nói thật sự, anh thấy cái vị nó hơn cái caviar. Nếu em để caviar vô đây mà không nói anh lại đây caviar, anh cũng không biết nữa. Là cái loại cá này không, cái tự nhiên mình bỏ thính vào á, rồi bỏ caviar đồ lên rồi nướng sơ sơ đó, nó không có cái một cái gì đặc sắc lắm. Chẳng lẽ cho Nathan đem caviar tới là cứ bỏ vô là thành cái món đó. Cho nên mình phải học basic, nó phải đúng đâu ra đó. Cảm ơn em. Tôi thấy là tôi hoàn toàn hài lòng với cả món canh chua tôi nấu lần đầu tiên ngày hôm nay. Thì hôm nay em có làm cái tạo ra cái súp gọi là súp nấm. Hay quá. Súp nấm, nấm và đầu tôm hùm và xương cá tầm. Đấy, thứ hai nữa là em làm tôm hùm tái chanh ăn với lại trứng cá caviar đen. Và món thứ ba nữa là cá tầm thông đá với lại rau mùi và hương nấm trúc phổ. Coi em đem hai cái dĩa lên á, rất là đẹp, sang trọng. Cái nấm á, quá ngon. Tôm hùm và caviar, anh thấy em để nhiều dưa leo chua vào quá. Anh lấy ra hết nhưng mà hồi anh ăn á, cái nước của nó cũng còn nhiều quá. Anh chỉ nghe mùi đó, anh không có nghe mùi ngọt của tôm hùm. Nhưng mà cái cá của em cooked perfectly. Nói với Jack á, món của em đúng là đẳng cấp. Thì mình nói cái món canh trước, mình thử được cái vị của vị ngọt tự nhiên của tôm hùm mà có cái texture của nấm rất là ngon. Mình qua cái món mà của em, cái cá tầm với cái sốt, thì chắc thử được cái layer of flavor, nghĩa là cái lớp vị của em. Em làm rất là chuẩn. Mình vừa béo, vừa thơm mà vừa ngon. Cảm ơn em, ngon quá. Mấy món đầu tiên là món cá tầm tái chanh. Cá tầm thì em chọn một cái bụng thì nó ngon hơn, thì em làm cho caviar đen và cái mình đó em ướp và em trộn caviar trắng. Cá thì em ướp qua một lớp muối với lại đường với lại hoa hồi với lại đinh hương. Thì là em ướp 10 phút và sau em xông khói cho có mùi nhẹ. Rồi món thứ hai là món cá này, em ướp với lại là tất cả cái mùi gia mùi Việt Nam. Con đã háp cúc sơ, khi làm nóng lại là con làm bằng đá để cho cái giữ cái độ nóng và nó không làm chín cái cá đi. Và cái đồ ăn kèm đó là con xài với củ thì là, con xào với là nước dừa sáp. Cái món kèm vừa trưng bày đẹp mà cách của em nấu nó rất hài hòa. Phải đặc biệt cá tầm là thuộc loại thứ mắc tiền mà nấu sao cho nó xứng đáng. Thì cái vai trò của em làm rất tốt. Khi mà nhai xong cái rồi tình cờ nó sực một cái nơi miệng của mình là coi như em xài cái sụn của cá. Em bỏ vào thì tôi thấy cái món này rất ngon. Hôm nay á, cái cảm hứng của em mang tới cái món ăn cho ban giám khảo á, hai chữ hài hòa và sang trọng. Một món lạnh, một món nóng. Caviar, cái trứng cá của em á, trứng cá đen, trứng cá trắng á, nó cũng rất là hài hòa. Nếu mình ăn vô, mình cảm thấy nè, thơm của gần nè ha, chua và béo, độ mặn nữa. Nói chung là nó đều, rất là đều. Thì món này chắc cảm thấy là
rất là ngon, thành công. Cảm ơn ba vị giám khảo. Cảm ơn Vương. Hôm nay em mang đến cho ba vị giám khảo món đầu tiên là món salad cua Cà Mau với cả trái bơ. Em trộn với kem chua và trên cùng là em rắc cái caviar. Ngoài nói đến caviar, đến cá tầm thì em muốn nói đến cái gan cá tầm. Em mang đến một món ăn kimo, món ăn từ gan cá rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Em hầm với gừng, rượu, hành baro và củ cải trắng. Còn đây là phần cá tầm em xay dàn ra, sau em cuộn ở bên trong bằng cái tôm hùm, sau đó em cuốn lại bằng cái bông hoa kim châm ạ. Do phải sâu ở trên này thì em cái phần mousse của em nó không được, trạng thái không được tốt lắm. Cái món đầu tiên á anh thích lắm, cái balance của nó quá ngon. Cua và bơ mãi mãi giống vợ và chồng, hợp nhau lắm. Cái caviar để trên á tuyệt vời. Cái sauce mà em trang một chút thôi á, nó có cái hương vị Việt Nam. Cái akimo của em á lạc, không có đủ vị, ít caviar quá hoặc là ít seasoning quá, ít muối quá. Cái tầm em nhuyễn á nó không có làm một cái chả. So chừng nào em lấy này lên á nó bở ra hết luôn. Tôm hùm là ngon, anh thì khoái tôm hùm lắm, nhưng mà tôm hùm ở đây á thì nó dài, em nấu hơi lâu. Okay. Cảm ơn em nhiều. Không phải tất cả những loại cá nào mình có thể làm chả cá được hết tất cả, thì cái này em sai. Khi mình ăn đó là nó bị bở rẹt, cách của em xay nhuyễn nó ra rồi em qua cái lưới. Chứ nếu mà theo tôi suy nghĩ, em bỏ vô máy, em đánh nó lên, rồi em bỏ chút xíu lòng trứng trắng nữa, rồi em hòa quyện lại hết tất cả, rồi bảo đảm là nó sẽ không có bở rẹt như vậy. Cảm ơn em. Tất cả mọi cái kết quả hôm nay Quyết thấy hài lòng nhất. Hài lòng vì mình sai lầm, có quyết định không đúng đắn và mình phải chấp nhận với cái quyết định của mình. Món đầu tiên của em đó là caviar với là súp cà chua nước trong, ăn kèm với là chili, tomato. Và món thứ hai của em thực ra là em lấy cảm hứng từ cái chả cá Lã Vọng. Sốt của em là sốt mắm tôm, ăn kèm với là sốt mắm hương thì là. Thì đặc biệt là trong này là em dùng trái cóc để em xay ra để em lấy cái nước. Cá tầm này ở đây là em khi áp chảo này em không ăn để chín quá. Đối với là cá tầm thì em có sử dụng cái gan cá để em nấu ra một loại sốt để chúng ta ăn kèm với cơm ạ. Cho thấy ngày hôm nay em nấu ăn đó, em không bỏ tâm vô cái món ăn của em. Mình đã tới cái đỉnh này rồi, hết tất cả là phải có tâm trong đó. Rau cải của em nó nướng nó lên nó bị khô, nó bị cháy một mặt, rồi cái cách trưng bày của nó thấy đơn sơ, nó không tăng bốc lên những cái mà sản phẩm ngày hôm nay như caviar hay là cá. Còn cái mà súp của em đó, khi mà mình đã nấu cái súp cà chua này nè thì nó phải trong hơn, nó thanh hơn, nó như nước trà vậy. Khi mà mình bỏ vô miệng là coi như câu chuyện của mình ngay đầu lưỡi và cái miệng của mình. Cái tốt nhất là cái nước cà chua này em nên bỏ cho nó lạnh thật lạnh, em đem ra em chế nó lên, nó sẽ hài hòa hết tất cả, từ cái caviar lạnh, cái gelatin cho tới cái kia. Cho nên tôi khuyên em một điều, phải bỏ tâm hết tất cả để trở thành cái món ăn không ai bằng mình. Dạ vâng, em cảm ơn nè. Tất cả con người chúng ta làm nghề gì có tâm thì mới làm được tốt, còn không có tâm không thể làm được cái gì cho tốt. Anh đem gần nửa ký caviar, cái đồ ngon nhất trên bàn này. Cái consomme của em không phải consomme nữa. Trứng cá tầm ở trên cái cà chua gelé á, cà chua gelé bự quá. Anh chỉ nghe mùi gelé thôi, với lại nó không có lạnh. Cái nước á, cái này thì ngọt quá, cái đó thì chua quá. Cái cá tầm á thì chỉ ở giữa thôi. Cảm ơn em. Ngày hôm nay bác Hải có đánh giá, nhận xét tôi là một người đầu bếp không có tâm. Đây là người đầu tiên nói với tôi điều đó. Đó là một lời góp ý. Tuy nhiên là đây là một cuộc thi, tất cả những cái gì thể hiện ở đây nó cũng chỉ là một cuộc thi mà thôi. Bây giờ nói lại một lần nữa rằng là nếu như không có tâm trong nghề thì không ai tồn tại và sống với nghề hết. Xin chào ban giám khảo, hôm nay em mang đến cho mình một món cá tầm nướng với lại tương bần và rượu mirin. Em áp chảo ở trên cái đá kèm với lại sốt bún riêu caviar. Kèm theo đó thì em có cái amuse-bouche. Cái món ăn chơi da cá tầm chiên giòn, ăn kèm với lại caviar và cái nấm truffle. Ở đây thì em có thêm cái bánh phô mai nướng. Thì trứng cá tầm thường thì mình sử dụng phô mai ăn kèm với bánh quy. Thì bây giờ em không muốn theo cái đó nữa, thì em muốn thay đổi nó bằng việc làm nó thành cái món tráng miệng. Cho nên anh thấy thế nào món nha trứng cá của anh trở thành món tráng miệng? Có nhiều đầu bếp có tài á, dùng
trứng cá tầm để làm dessert, để làm món tráng miệng. Cái bánh phô mai thì ok, cái sauce thì ok, nhưng mà cái cement nó quá ngọt và nó bở. Nhưng mà hai cái món này very creative. Bữa nay á, anh chỉ có hai người nấu cá perfectly thôi. Em là một trong hai người đó. Thank you, Tommy. Khi mà Tommy quay lại, tôi thấy là Tommy có rất nhiều thay đổi. Đó là điều mình phải lo nhìn về anh ấy. Em xài những cái vỏ cây để trưng bày những món ăn, ta thấy đó là độc đáo đó. Tôi rất thích điều đó. Còn cái món mà em để trên bằng da cá, caviar đó, tôi thấy ăn cũng ngộ ngộ, cũng lạ lạ, nó cũng giòn. Là nó cũng có cái chất mặn của caviar nó hòa hợp với nhau. Rồi về cái bánh, tôi thấy nó cũng hài hòa giữa cái mặn của cá với lại cái ngọt của bánh. Cảm ơn. Thank you, chef. Cái đầu tiên thì cho em xin phục vụ món xà lách cua, agar, saffron với lại vỏ chanh vàng với lại caviar. Cái bánh hỏi đó là con làm bằng tay hay là con làm bằng máy con? Và cái bánh hỏi này con vẫn làm được, chứ Phú Quốc có bán bún quậy. Thì cái lỗ lớn mình làm bún quậy, còn cái lỗ nhỏ hơn mình ép và mình đưa lên lá chuối vậy nè. Xong mình đem lên mình hấp, xong mình phơi khô lên để ăn dầu. Cái cách thể hiện, cái cách trình bày của bạn ấy, nó là một cái đẳng cấp khác. Tom thừa nhận là mình không có làm được cái điều đó. Và tiếp theo em có dùng cái mía lau để em kẹp em nướng. Thì cái mía lau khi mà nó tiếp xúc với đá cực kỳ nóng á, nó sẽ tạo ra mùi rất là thơm. Mà khi mình ăn xong á thì mình thích á, mình hay lấy mía lau á khi nó nguội rồi á, tại mía nướng ăn rất là ngon ạ. Và hôm nay thì cái món của em á thì nó cũng rất là đơn giản, nó là một món ăn đường phố thôi. Mình ăn nguyên một cái hỗn hợp đó với lại cái caviar nước mắm á. Presentation của em quá đẹp như họa sĩ. Cái vị cua, caviar nó hợp nhau. Nhưng mà hơi nhiều nguyên liệu trong đây. Trứng cá mình không có, nó không có stand out, nghĩa là nó không có nổi bật được. Khi mà mình làm cái gì với trứng cá, em luôn luôn phải nhớ đơn giản là tốt nhất. Cái độ chín của món cá nó ăn nó vừa chín, nó ăn ngon. Mỡ hành hành phi nhiều quá thì nó che được cái vị tự nhiên của cá. Cho nên cái này là món chính của em. Cho nên em phải cho họ tỏa sáng ra. Mời Vương, Tommy và Hưng. Đầu tiên mời Vương tiến lên. Mấy món mà em làm bữa nay đó quá tuyệt vời. Anh lấy cái đó anh để vô nhà hàng năm sao nào á cũng sẽ bán tuyệt vời. Congratulations. Ngày hôm nay á, Vương là người được chọn. Đó là cái sự may mắn mà đối với tôi á, chưa phục. Vương á nấu có vẻ là an toàn cho nó chắc chắn để mình vô thấp tuy. Trứng cá caviar và cá tầm, bạn có thể am hiểu, đối với bạn nhắm mắt cũng có thể chế được cái món ăn đó. Mà lần sau tôi mong mỏi mà tôi muốn nhìn về chiều sâu của bạn là ai để mà mình còn đi sâu vào. Tiếp theo mời Tommy. Tommy, tôi rất thích cái cách bạn bứt phá những gì bạn làm. Đánh một ván cờ, một thắng hai thua, thì tôi thấy cái điều đó làm cho tôi rất thích. Mình luôn luôn biết Tommy là có cái sự sáng tạo và Tommy là thích thử cái món mà Tommy chưa làm qua. Lưu ý nha, mặc dù mình sáng tạo đẹp nhưng mà luôn luôn cũng phải nghĩ cái món ăn của em phải tinh tế hơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn các giám khảo. Mời Hưng. Tôi thấy em đó có triển vọng lắm. Em có cái chiều sâu, em đã học hỏi và em đã nghiên cứu, cho nên em phải làm hết tất cả những gì mà em có cái khả năng của mình. Em là một trong những người giỏi. Và ba bạn Vương, Tommy và Hưng, các bạn hôm nay là những đầu bếp xuất sắc nhất. Và trong số các bạn ở đây thì ban giám khảo đã quyết định chọn người chiến thắng với chủ đề ngày hôm nay, cá tầm và trứng cá caviar, đó chính là Vương. Chúc mừng bạn. Yeah. Mỗi người có một cái sở trường, mỗi người có một cái ưu, mỗi người có một cái khuyết. Tom hài lòng về cái kết quả đó. Thì anh Vương ngày hôm nay thực hiện món ăn cực kỳ xuất sắc, tôi cũng thật sự là phục. Tiếp theo xin mời các đầu bếp Giang, Quyết, Hải Anh và Xin vào phòng gặp ban giám khảo. Đầu tiên xin được mời Giang. Khi mà tôi thấy bạn nấu ăn ngày hôm nay, tôi rất buồn. Cách của bạn không bỏ tâm vào ẩm thực của bạn, tôi không thấy một cái gì mà bứt phá hết tất cả. Ngày hôm nay bác Hải có đánh giá, nhận xét tôi là một người đầu bếp không có tâm. Thực sự đây là lần thứ hai. Nếu như tôi mà là người không có cái tâm trong nghề thì thực sự là tôi sẽ không bao giờ tồn tại và sống được với nghề hết. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với bạn. Nấu ăn đừng có nghĩ là nó dễ. Nấu mì gói có thể thắng được. Xin lỗi, điều đó không có đâu. Mình phải bỏ tâm, tài và đức trong đó để ra cái món ăn. Không sao cả, đó chỉ là lời nói thôi mà. Chả
cả việc gì tôi phải quan tâm hết. Xin mời Quyết tiến lên. Niềm tin của tôi, nhìn cách tư cách của con người của bạn tôi rất quý, lúc nào tôi cũng nghĩ là bạn một trong những người thấp sát. Mà ngày hôm nay cái cách thức của bạn nấu đó không bỏ hồn vào nữa. Hỏi tới thì bạn bị mất cái này, hỏi nọ thì bạn quên cái kia. Một lần tôi chấp nhận, mà đây ba lần tôi không chấp nhận được. Mà tôi biết bạn là có tiềm năng đi sâu hơn nữa. Nếu mà bạn nghĩ như vậy, bạn có thể bỏ tâm huyết vào cái món ăn của mình, bảo đảm bạn chả thua ai. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn giám khảo. Được, ban giám khảo truyền những thông tin và những nói những cái phê bình đó để người ta biết được mình có tồn tại trong cái top shape này không, hay là mình chỉ là tới đây và mình ra về. Xin mời Hải Anh. Hải Anh, bữa nay đó nói thật sự đồ em làm á quá ngon, cái canh chua đó. Nhưng mà anh thấy bữa nay em không có hiểu về cái chủ đề mà mình đang làm, cái caviar và cá tầm. Caviar em để lên chỉ cho có thôi á. Anh thấy vậy là không phải là mình thật sự nấu. Mời xin. Mỗi lần anh thấy em á, anh rất là vui. Bởi vì á, em có cái cá tính rất là vui vẻ ha, vui tính. Món ăn của em cũng vậy, mỗi món nó cũng có cái câu chuyện. Nhưng hôm nay á, nói về tới cái món mà ẩm thực đường phố của em á, ví dụ mình ăn vậy á, thì nó vừa chín ngon, nhưng mà kèm với nhiều bánh hỏi nè ha, hành phi nè ha, mỡ hành nè, à, nó nhiều nhiều vị, nó ác, nó sẽ ác cho cái cá, mình ăn không được cái vị ngọt tự nhiên của cái cá này. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám khảo Charlie. Và bây giờ tôi xin công bố hai người sẽ bước vào vòng quyết đấu, đó chính là Giang và Quyết. Xin Hải Anh, các bạn an toàn. Đầu bếp Quyết và đầu bếp Giang, hãy lắng nghe đề bài nha. Hãy làm ra một món ăn trong thời gian ngắn nhất và tối đa là 15 phút. Bắt đầu. Tại vì cứ biết hôm nay cái lỗi của Quyết là cái lỗi rất là không thể chấp nhận được. Chuyện gì đến thì đến thôi. Mình thi đấu với chị Giang. Ok, Quyết thấy rất là hào hứng. Đầu mình làm cá chiên ăn kèm với là salsa thôi. Đến lúc đi tìm chai dầu không thấy chai dầu đâu hết, mà dầu ít quá không đủ chiên. Quay lưng ra thì thấy ba cái muỗng ở trên kệ với là cái dĩa, thôi làm ceviche đi cũng được. Trong 15 phút đấy thì Quyết đã tính toán vào thời gian là một món potato espuma luộc khoai tây nghiền trong kem, dầu ô liu, muối, tiêu, và bỏ vào bình nitơ, sau đó sóc bình nitơ. Quyết thì vô cùng bình tĩnh, kỹ thuật rất chắc chắn. Về vị rất là ổn, nhưng sự nhanh nhẹn về thời gian, về tốc độ thì Giang lại vô cùng lợi thế. Khi mà đã nói bước vào hai người đấu đầu với 15 phút, người đầu tiên tôi nghĩ là chị Giang đã chiến thắng. Cho dù còn 1 phút 1 giây hay là còn một chút hơi thở nào, khi mà tôi tham gia chương trình Top Chef này thì tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng ấy. Ráng làm lên con, bỏ tâm bỏ huyết vô là con. Hai em này là một trong những người mà tôi có niềm tin đi rất sâu vào cái Top Chef, mà bây giờ phải thi đấu lẫn nhau để mà lựa ra một em cũng hơi khó cho ban giám khảo, mà cũng buồn cho một trong những em này đi. Có xong. What the f***? Trời ơi, ai chơi xong trước? Khổ thế. Và cái khoảng thời gian mà Giang làm ra được cái món ăn này là 6 phút 10 giây. Chúc mừng em. Wow. Rất nhanh. Em có thể nói về món ăn này của mình cho các vị giám khảo nghe được không? Đây là món cá tầm ceviche. Thực ra thì trước giờ em là bên lạnh, nên là em đa số những cái món lạnh thì em biết rất là nhiều. Món em cần làm gọi là cái thế mạnh của mình, nên em đã làm cái cá tầm ceviche. Đối đầu với Quyết, mình làm chỉ là giống như thói quen của mình đang ở trong một gian bếp của mình thôi. Ưu tiên là mình đang phục vụ khách và món đó là món ra đầu tiên. Anh đang đợi một người làm cái món này nguyên ngày. Cá tầm á, ăn sống, ăn ceviche, ăn crudo, ăn sashimi cũng được. Nó dai, nó giòn, nó ngon, nó béo. Chắc rất là thích món này. Nó đủ lạnh ha, đủ tươi à, ăn vô nó giòn, nó dai, ngọt. Một chút chanh vô á, quá tuyệt vời. Mà nhanh nữa, món này rất là nhanh. Mà nếu cái ceviche này của bạn á, mà bỏ cả đống caviar lên nữa, tôi nói thiệt không ai bằng. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Giang nha. Dạ, cảm ơn.
Quyết còn 2 phút 34 giây nữa Quyết. Chị Giang chọn món rất là thông minh, phù hợp với khoảng thời gian. Quyết là người vô cùng là tính toán về mặt thời gian. Mình làm tất cả mọi thứ nó phải liên quan đến cái chủ đề, phải liên quan đến cái trứng cá caviar. Còn 45 giây nha Quyết. Cố lần thứ đôi. Rồi chắc không đủ. Cứ ra như vậy hoài là không đủ. Cái bình xịt kem nó không có hoạt động tốt. Cái đó nó có thể nói là cái rủi ro. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Đồng hồ đã hết 15 phút. Cuối cùng một cái phần cho trứng cá lên. Và cái phần đấy là cái phần quan trọng nhất. Đáng lẽ là cứ phải trừ đi 1 phút trong cái bước tính toán của mình. It's classic. Classic. Em không có đủ thời gian để nhuyễn cái này với để kem vào cho nó lỏng hơn. Đây là một ngày tồi tệ với cả Quyết. Thứ nhất là nó có hơi ít một xíu. Thứ hai là nó hơi đặc. Cái vị đó ngon. Mà rất good idea. Good idea, good idea vì cái thời gian của em cho nên nó không có toàn vẹn được. Cho nếu mà thời gian cho em thì em cái món ăn này của em rất xuất sắc. Cái challenge này là không phải dùng tay mà dùng đầu. Cái gì mà nhanh nhất, cái gì mà dễ nhất. Cứ biết là cái thời gian của mình làm là 15 phút và mình cứ làm cái công việc của mình. Nhưng mà trong cái quá trình làm ấy thì do lỗi của mình. Cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn Quyết. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi giám khảo hội ý để đưa ra quyết định cuối cùng nha. Okay. Xin mời ạ. Nói về cái thời gian thì cái món ceviche của Giang đã đưa ra nó ngon. Thời gian nó là rất quan trọng trong cái sự việc này. Cái thời mà lúc mình bằng tuổi các bạn ấy, mình nhiệt lắm. Cỡ nào tôi cũng chơi được hết, xử lý 5-10 phút. Nếu như mà nó xếp về độ lăn á, mọi người thường nói rằng nó không ai lăn lại tôi hết. Anh thấy trong cái thi này á, thì không phải là làm cái gì mà ngon nhất. Nhưng mà cái này là cái thi đấu nhanh và chuẩn. Mình phải coi cái món nào mà mình làm mà ít rủi ro. Cái món espuma đó, nói thật sự nếu em còn 5 phút nữa đó là tuyệt vời. Anh khoái cái món đó lắm. Quyết là người vô cùng là tính toán về mặt thời gian. Nhưng mà hôm nay Quyết không làm được. Và bây giờ là phần công bố kết quả. Giám khảo Charlie đang nắm chặt tay của hai đầu bếp. Anh Charlie giơ tay người nào lên thì đồng nghĩa với việc rằng người đó sẽ đi tiếp cùng với chương trình Đầu Bếp Thượng Đỉnh và người còn lại sẽ chia tay với chúng ta. Người chiến thắng trong phần thử thách vừa rồi chính là đầu bếp Giang. Xin chúc mừng. Cảm ơn em. Yes. Cố lên nha. Mình tiếc là mình không đi tiếp được. Mình không nghĩ mình lại ra về ở cái tập này. Không sao. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay Quyết tại đây rồi. Cảm ơn em về một hành trình cũng tương đối dài, đã mang đến cho khán giả, cho các vị giám khảo ở đây rất là nhiều những món ăn ngon. Và anh biết chắc rằng cái con đường mà em đã lựa chọn nó không có dừng lại tại cuộc thi này. Nó sẽ còn nối dài hơn nữa. Mình biết là Quyết rất là mong muốn để được đi tiếp. Ban giám khảo chấm mà mình ưu tiên nữa mình có thể là do cách xử lý của mình thôi. Chứ nếu mà món ăn của Quyết có thêm một chút thời gian nữa thì mình nghĩ là người đã ra về là mình chứ không phải là Quyết. Cảm ơn em rất nhiều và mong rằng những cái điều mà giám khảo đã góp ý với em, chia sẻ với em trong suốt chặng đường vừa qua sẽ là một cái hành trang quý báu cho em trong cái công việc của mình sắp tới nha. Rồi, chào tạm biệt Quyết, cũng chúc mừng Giang. Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những người bạn của mình ở Đầu Bếp Thượng Đỉnh Top Chef. Giữa một người mà cả thế giới biết đến và một người có thể không ai biết đến, nó chỉ cách nhau một tích tắc thôi, nên trân quý từng tích tắc đấy. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra được top 6 của chương trình. Và chặng đường đi đến danh hiệu Đầu Bếp Thượng Đỉnh Top Chef Việt Nam 2019 đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn và gay cấn hơn. Quý vị khán giả đừng bỏ sót một tập phát sóng nào của chương trình để đón xem những đầu bếp tài năng của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào ở những tập sau. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những đơn vị tài trợ Mr. Bean, Easy Dad, Jack's Beauty thuộc Ocean Group đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.
hãy làm ra một món ăn đẳng cấp trong khoảng thời gian 9-10 phút. Chắc chắn là con sẽ phá hết tất cả mọi gia vị. Không còn với cái trận này. Một là thành công và hai là thất bại. Món chặt không có đúng. Món của em á xứng đáng được đứng ở một cái vị trí rất đẳng cấp. Tom cảm thấy nó không đủ đẳng cấp. Tôi nghĩ rằng bà đầm thép có thể mà sai được cái cơ bản như thế. Đừng có bỏ cái đá vô nữa, tại vì nó rất là nguy hiểm. Không bao giờ cho phép sự sai sót. Người sẽ phải chia tay với chúng ta chính là đầu bếp.